Ngày hôm nay 14 tháng 8, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, thời gian qua đã yêu cầu các đơn vị, hợp tác xã kinh doanh vận tải tổ chức khám sức khỏe cho các lái xe trên địa bàn. Đáng chú ý, qua kiểm tra đã phát hiện 50 trường hợp dính chất gây nghiện. Ông Linh khẳng định đã kiểm tra sức khỏe cho khoảng 25.000 lái xe, số còn lại các doanh nghiệp đã kiểm tra định kỳ từng năm. Qua kiểm tra có hơn 80 lái xe bị loại do không đảm bảo sức khỏe, có chất gây nghiện hoặc được yêu cầu nhưng không đi kiểm tra. Đáng nói, trong số 80 lái xe bị loại, có tới 50 lái xe dương tính với chất gây nghiện và phần lớn rơi vào các trường hợp là lái xe tải và xe hợp đồng. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế địa phương ra soát và khám sức khỏe cho toàn bộ lái xe. Và từ tháng 3 năm 2014, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu tài xế thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn phải kiểm tra sức khỏe nhằm mục đích phát hiện những lái xe sử dụng ma túy và không đảm bảo sức khỏe khi hành nghề.